da 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 lúc đó biết gì lời hoa mỹ nên cứ ăn vạ mà xin bố cầm một túi bi rủ nhau bắn ở đâu ngó baby tunis bọn trẻ con chơi với nhau lúc đấy là ngầu rõ không trạng thái suy vô tư không biết gì nhưng ba lô siêu nhân là phải có dù nhau là đi chơi nhiều quá nên lên lớp ăn điểm kém lúc gặp phải bài khó thằng chạy bộ này có thằng thì đi xe đạp này brother hút lúc đấy gọi nhau cậu tờ chứ không phải là tá mày ghen tị duy nhất ở đây là cậu cậu làm gì mà cao vậy anh em khăng khít thấy bạn khóc nhè là bu bò hỏi làm sao vậy. Thời đấy thằng liều nhận được cho là chọc chó. Muốn làm đứa trẻ ngầu thì lo mà học nó. Con gái thời đấy nể hết tại chúng nó dễ cọc. Đó có mỗi cái quyền vợ thôi thì cậu hãy đưa tớ luôn đi để bọc cho. Thức ăn nào hạn lúc đấy đối với bọn mình đơn giản chỉ là thạch dừa một cả. Cho chơi ưa thích thời đấy chính là lấy bài mà dịch đọc và tạo ra bài nhân sự đội phá. Dù nhau đi chơi lượt khó cao ngon có thời gian thì mình hãy cùng đến những nơi khác thật xa. Nhưng mà cẩn thận đừng có đi lâu quá có lúc về nhà lại bị mẹ cho ăn đập nha. Khoác áo làm anh hùng cầm kiếm làm siêu nhân. Nhưng đứa nào thấy kẹo là y như rằng tất cả trở thành thiếu thân. Thử hỏi thời đấy xem ai lại không thèm sữa nâu. Luôn đứng ở vị trí đâu còn hạng hai lại chính là sữa dâu. Không quan tâm vạn vật vì lúc đấy tiếng Việt mới nói trọn vẹn nửa câu. May mắn sinh ra không ai tàn tật nói là làm thật nên không hứa xuông vài bữa đâu. Anh em chiều cao khiêm tốn nên là stay lâu. Ao ước lúc đấy đơn giản là được treo lên ngọn của cây cao. What? Yeah. Shout out to Việt Hip Hop. And it is my childhood. Let's do this again. Yeah. Yeah, anh em mình đôi cái tí hòn cầm như siêu nhân là cái mình vi vòn treo con trong xóm cầm kèn nhựa thổi bi bồ thì biết gì về thi thố nhà pháo lúc đó là xa xỉ làm ta chỉ muốn đi vô lúc đó biết gì lời hoa mỹ nên cứ ăn vạ mà xin bố cầm một túi bi rủ nhau bắn ở đầu ngõ baby tunis bọn trẻ con chơi với nhau lúc đấy là ngầu rõ không trả thái suy vô tư không biết gì nhưng mà lỗi siêu nhân là phải có dù nhau là đi chơi nhiều quá nên lên lớp ăn điểm kém lúc gặp phải bài what.